Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello. Đó thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một cái mini game trốn tìm các bạn ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi trốn tìm block. Đấy, nói chung là trốn tìm trong ngôi làng này thôi. Thì hôm nay là sẽ có gọi là 6 thanh niên thì chỉ có một thanh niên đi tìm thôi. Đấy, sau đó thì đi tìm đến đồng minh gọi là tiếp theo thì thôi đây, mình xung phong là người đi tìm đầu tiên nhá. Đấy, thì bắt đầu chiến luôn nhé. Ok các bạn ơi. Đấy. Nói chung là vừa mới vào một cái là chỉ có một người đi tìm thôi. Mình sẽ cố gắng là bớ được thêm một hai thanh niên nữa để làm đồng minh với mình cho nó hợp lý hơn. Đấy, tối om luôn. Nói chung là cái gọi là cái map này thì chúng ta đã từng chơi rồi. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay tôi thể hiện cái khả năng tìm một mình xem như thế nào. Trốn kỹ vào nhá. Đấy, chứ ui mấy con rời trốn kỹ vô. Ok các bạn ơi. Waiting for block 2 à, đang chờ trốn bạn ơi. Hình như là mọi người sẽ có gọi là 5 phút à? Ừ đúng rồi, 5:30 mà. Đúng rồi, nhưng mà mọi người chỉ có gọi là 270 giây rồi. Rồi, ok bắt đầu đi tìm luôn. Đấy, tôi là tôi gọi là úi giời tôi. Kêu mèo 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 mèo. Mèo làm gì? Tôi nút tắt tiếng rồi không nghe tiếng mèo đâu. Ủa gì vậy? Nó không cần nghe, cần gì nghe bạn. Tầm này người ta chỉ tăng độ khó trong người game là mình tự người điếc chơi game. Ôi tắt tiếng luôn bạn ơi, tôi không thấy mấy luôn. Đấy, quên chưa tắt tụng nhảy bạn, từ từ cứ từ từ thôi. Tầm này chúng ta gọi là này okay, bạn này mình biết cách gọi là để có thể tìm được mấy thanh niên này đơn giản đó bạn ơi. Nhưng mà cũng hên xui lắm. Dữ lắm nhờ, ok bạn này rồi. Block lạc loài quá. Đúng rồi, block lạc loài à, có con dài lạc loài không nhỉ? Úi giời ơi, có vẻ là mấy thanh niên này cho ấy chứ. Trốn cùng chỗ ra bạn ấy, tôi chưa gặp thanh niên nào luôn. Đúng rồi, đánh đúng không nhỉ? Ờ, chết giá rồi, trốn. Tìm thấy một người, tìm thấy 5 người. Ký quá nhỉ? Ok bạn này. Ờ, bị trốn trí lắm, không thấy đâu. Ok, ok, không sao bạn này. Mấy... Trốn như không trốn luôn. Trốn như không trốn à, thế là không trốn rồi. Ok bạn vào nhà đây. Ta sẽ vào nhà đây. Tắt tiếng rồi, không kêu nghe thấy đâu. À đây rồi. Con giật ở đây. Con giật ở đây, đứng lại không được chạy. Ui giời ơi. Một người tìm không được chạy. Ui giời. Nhờn này à, không giải khang. Ui giời ơi. Tưởng ai các bạn ơi. Đây ok bạn này. Trong nhà này không có ai đâu đúng không? Xem nào. Ok đi tìm này, đi tìm này, đi tìm này. Ui. Đấy. Tính ra là được chạy là bao giờ gọi là phát sáng gọi là đánh mới được chạy nha, chứ còn lại là không được chạy nha. Úi giời, một người đi tìm khó lắm mới chạy đi đuổi nhau đến sáng mai à. Bạn này đây. Mèo. Mèo. Đây, kêu ở đây. Quay nó qua em đi xin block luôn. À có cái gì sai sai ở đây này. Tại sao cái này? Ừ thực ra là nó thế. Ai đây? Không ai đây? Bí ngủ, có bạn này, có luôn. Bớ đây, bớ hết này, bớ hết. À này, cái này sai chắc rồi. Ê cái này sai chắc rồi này. Tại sao cái này đứng đây hả? Hả? Cái này rồi luôn rồi giời bí ngô bạn rồi giời còn hai thôi, còn hai thôi, cố lên anh em. Ui giời game dễ chua, game dễ chua đấy. Núp tìm gọi là loài nhất áo thật đấy. Đâu con dài kia cứ ngồi đấy gáy đây, gáy đây. Anh em tìm đây. Ai đấy nhỉ? Còn gọi là thanh niên kiên với Zeno à. À ui ai đánh golem đi. À quả này bị lở thật này. Đâu đâu con dài con dài kia nè. Thế còn con dài Zeno đây anh em ơi. Đâu anh? Đâu? Ui giời ơi, tận đâu? Đâu? Trong nhà đâu? Tới nhà TP thanh niên bí ngô bạn đây. Đâu? Đây à? Ngáo à, chứ đánh không được, phải không? Thế nên là làm người ta mừng hụt. Đây, ok bạn đây. Thấy mong chúng à? Làm gì? Đấy, đấy, đúng rồi. Không phải à? Không phải. Đây lừa đấy. À, ui giời ơi, block slam. Ủa, mình vào cái nhà đấy chưa nhỉ? Chưa. Mình hình như chắc là chưa bạn này. Thôi con giờ này có cho một mình cho chạy các bạn này, nhưng mà chạy được hay không cái điều quan trọng. Anh em vây đây. Vây bắt tụi bạn này. Vây bắt tụi bạn này. Ui giời ơi. Ui giời ơi, sống dai ơi. Rồi, ok bạn ơi. Đâu ai xung phong, một người đi tìm tiếp theo. Tôi đi trốn mà. Một người nữa nha. À, con giờ Zeno sống cuối rồi. Rồi, ok. Rồi, ok. Đấy, rồi. Chúng ta sẽ đến với gọi là game tiếp theo bạn này. Nào. Ủa đi các bạn này nha, mình sẽ gọi là trốn là block gì ta. Ủa con chạy ra gần con dài Zeno sợ quá. Đây sao nào. Yên tâm bị mù không thấy gì đâu. Cái này là gọi là biến thành block này không được. Biết chạy bên trái ở đây. Rồi cái này phải block. Ba người chạy bên phải đây. Làm sao mà thấy được? Thấy làm sao thấy kiểu gì các bạn ơi, thấy kiểu gì? Ôi trời ơi. Điền vào chỗ trống này còn lâu mới thấy. Điền vào cái gì? Điền chứ điền vào linh ta linh tinh là hỏng đấy.
Ôi bạn ơi, chúc mừng. Rồi, chúc mừng rồi, chúc mừng rồi. Mèo 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 mèo. Chỗ này nó có. Chỗ này nó có uy tín không các bạn ơi? Tôi thấy chỗ này. Bắt em đi. Chuẩn quá anh em ơi. Chuẩn quá. Đây rồi. Ôi giời ơi, con giời Michel à. Uy tín. Ok các bạn ơi. Còn hai người cuối cùng thì được phép chạy nhá. Còn lại không được chạy đâu. Rồi đi ngô uy tín. Ôi rồi rồi còn 3 người. Ui, cái gì mà sao đã còn 3 người rồi. Ui giời ơi, tôi chín rồi. Chưa gì. Vừa nãy tôi còn cho mọi người trốn lâu thế. Rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi đấy bạn ơi, tôi xong rồi, tôi gọi là thấy mùi mùi, gọi là chuẩn bị có thanh niên đi bụi rồi. Tôi thấy có mùi gọi là trung thủng đông nay các bạn ạ. Cái này mà đầu khác này, cái gì đầu này? Khác à? Đầu khác. Ôi rồi, ôi có lại có mấy miếng khác rồi. Thôi 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 thôi. Tôi là sắp là nghe thấy mùi tiếp theo rồi các bạn ơi. Ai ơi. Còn hai người được chạy nhá, còn hai người được chạy nhá. Còn đây. Còn hai người được chạy nhá. Mà đi kìa anh em ơi. Còn hai người được chạy. Đây ơi, đông dơm này. Rồi, không chạy rồi, không chạy rồi. Chịu chết các bạn ơi. Thôi được rồi. Đi tìm con giày khang anh em ơi. Vui rồi. Rồi, mới có 2 phần 3 con giày khang trốn đâu nhỉ? Ngoài trời ơi, nhanh thật các bạn ơi. Anh em đi tìm đây. Trong nhà, ngoài nhà tìm hết đi. Kiểu gì con giày khang. Trốn như không trốn luôn. À, con giày khang gọi là ở trong nhà đấy. Quan sát mọi góc ngách luôn. Giày khang ở dưới nước kìa. Ảo thiệt chứ, dưới nước thì chết nãy giờ rồi. Dưới nước à? Dưới nước à? Ui. Ngoài tính ra cái game này biến thành Icon Golem được mà. Đâu ta. Gõ Icon Golem video. Ôi, con giày này dễ là TNT lắm các bạn ạ. Cái con giày này quanh quanh đây này. Đâu. Thấy video chạy quanh Golem này. Golem mà ok bạn ơi. Không thấy luôn này. Trên này cao phết. Không thấy luôn bạn. Trên này cao tít à. Đâu thằng nào xem con giày chi. Cái này im lặng coi. Nó nhiều thế. Chí đâu nhỉ. Giờ đấy làm gì có trên lóc nhà đâu bạn ơi, không có trên lóc nhà. Yên tâm đi. Bây giờ là chúng ta gọi là tỷ lệ thắng lên tới 99% rồi. Trừ khi là thanh niên gọi là mình không đuổi thôi, bởi vì sẽ có một cái sự trợ giúp đó là rung chuông vàng. Đấy, tí nữa là rung một cái thôi là thanh niên gọi là bị phát sáng là chúng ta bớ luôn, bắt bớ luôn. Quan trọng là mình chúng ta có bắt được hay không thôi. Kêu mèo nè. Ôi đầu ta không cần kêu nữa, đừng cố chiến thắng lên. Đống dưa này, đống dưa, đống dưa, đống dưa. Đống dưa à? Đâu rồi, có giày chạy đúng không? Không phải, không phải. Tao biết hay vậy, sai đó. Không. Vừa lấy núp đánh đây mà làm gì quá đâu nhỉ. Đi bổ dưa à? Ok, không sao. Tôi nghĩ là thanh niên này. Anh em ơi, đây rồi. Đâu à, cái đây à. Anh em ơi, vây bắt tội phạm. Đây, bắt đi em, đúng bắt đi em. Bắt cua đúng không? Bắt cua đúng không? Bắt đây, biến anh tiếp đi rồi. Rồi, ok, rồi, ok. Biến anh lo núp rồi. Đúng rồi. Vây bắt tội phạm này, vây bắt tội phạm này. Ui, giờ chạy đi đâu. Tầm này chạy đi đâu. Anh em chặn đầu đi. Đâu rồi anh em, đâu rồi. Đây rồi, đây. Anh em chặn đầu đi. Rồi ok. Nói thanh niên khác bị tìm cuối luôn. Thế thì gọi okay. Là tự nhiên em rồi. Rồi ok, chúng ta lại block qua đây. Em rồi, trốn mấy em này coi. Rồi ok các bạn ơi. Đây. Trốn anh em, trốn nhanh khẩn trương lên chứ. Đây để em. Này có thanh niên nào có gọi là Optify để gọi là xóa cái mù không đấy. Optify xóa cái mù. Không biết, ai biết không. Có cái vụ luôn rồi. Núp tưởng là có cái gọi là cái đấy xóa được. Mình lấy block gì đây? Không có block gỗ nhỉ? Mua. Mình có nên không? Thôi ok, thôi chúng ta sẽ gọi là hết giờ. Cái gì đã hết rồi á? Ui. Đấy, hết giờ rồi. Ấy á, sao còn block chạy vậy? Còn block chạy vậy? Ảo thiệt đấy. Đi qua đây block chạy luôn. Ảo thiệt đấy, gọi cho 5 giây chút nữa. Gì cái chứ. Được không ta? Rồi hết thời gian rồi nhá. Ok nhá. Xem nào. Có nghe tiếng nào nhúc nhích không vậy? Ai mèo mèo cái coi. Wow. Sao toàn nghe mấy dân làng kêu nha. Mèo mèo. Con mèo đáng yêu. Ủa tìm được luôn đấy. À thế à? Đắc chưa? Em tìm được Mỹ luôn, tìm được 2 thanh niên nữa. Nãy thấy có ai là cái đe nè, xong chạy. Rồi được rồi, mình trốn xong rồi các bạn, trốn xong. Đổi anh cái khác rồi. Nhanh đấy nhỉ, hả? Ra là kiên. Ý có nằm trong nhà không nhỉ? Đi vô nhà quay. Mấy mình trèo lên mái nhà nhưng mà bắt qua xịt. Ô! Ô! Ai đây? Video à?
đây. Sợ quá các bạn ơi. Sợ quá. Ôi xèo ai cho chạy. Chết dở rồi, mở cửa thế kia, ai đóng cửa hộ với. Chết dở rồi. Mở cửa à? Okay. Đây. Bị đóng rồi nha. Ai mở cửa kìa, đóng mỏ. Mở cửa thôi, ai đóng cửa hộ với. Chết dở rồi, quên không đóng cửa. Thật thật giả giả mà. Bây giờ chắc gì có trong nhà. Lừa đấy. Phải câu kéo thời gian để cho mấy thanh niên không tìm được chứ. Ủa ơi, tính ra trận này vẫn còn 4 block các bạn ơi. Úi giời, uy tín. Đây. Các bạn thấy không? Bây giờ bởi vì cái map này đã từng chơi rồi, bây giờ là trình độ các bạn, chứ không phải là gọi là hên xui nữa bạn. Bây giờ phải thể hiện được trình độ. Chứ còn bình thường làm sao mà có thể bình thường được. Dùng chung vàng đi anh em. Dùng chung vàng à? Hình như là đến dây bao nhiêu ta thì dây 60 à? Hay là dây thứ 20 ta mới được dùng các bạn này. Không biết, là đại khái là lúc đấy chúng ta cố gắng chạy bạn, chắc là sẽ win. Đấy, sợi ôi. Hello. Mọi người cố lên, đừng ai để bị tìm ba người là lúc đấy bắt đầu được dùng chung vàng rồi, chúng ta được chạy ở lúc đấy là chúng ta gọi là có cơ hội chiến thắng cao hơn bên một người là cả đám về bắt. Thế sao? Thấy. Giờ này vẫn còn tìm cái lệch nữa thì lấy đâu ra này, trình độ người ta cao siêu lắm, không tìm thấy đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy đi làm sao thích lệch. Úi giời ơi. Thành niên video. Không có lệch liếc gì cả. Có lệch mà cái này thấy lệch lắm. Ui, còn 3 thôi à, còn 3 thôi à. Thích đi. Ui, còn 2 thôi à. Ui giời, sao sắp vừa lấy kiên có chạy không? Phải chạy câu kéo chứ. Để... No. Rồi xong rồi, rồi xong rồi. Rồi ông ơi bắt đầu đi rồi. Rồi tí lại cũng đi luôn rồi. Bạn ơi, ai anh Minh. Sao có con này khác anh mở cửa rồi thế lại đóng cửa cho mình đi xem vào à. Nó chạy rồi. Rồi đó đâu đó. Cày thế nhờ. Như con này khác đóng cửa rồi mà con này đi xem vẫn chui được vào. Đấy. Đây này. Nghe biết hình rồi, lại quá trời lại luôn kìa. Lại nhau. Ít máu quá. Không dám chạy được thẳng các bạn ơi, chạy được thẳng. Chứ quả đấy, tính ra quả đấy thanh niên Khang không vào đóng cửa là lằng nhằng mình có tìm. Ok, anh Michel đi tìm đúng không? Rồi, anh Michel tìm đây. Ok, sao anh Kiên nhận đi tìm thôi. À rồi, ok, đấy, chụp đấy bạn ơi. Rồi, chúng ta đến lượt Pixel đi tìm các bạn này. Đấy, ok. Chú. Pixel game mẹ. Đâu rồi, từ nhà. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái kiểu gì đây các bạn này. Bây giờ tầm này là ai cũng paro rồi bạn ơi. Tầm này ai cũng paro rồi. Rất là khó luôn bạn ạ. Rất là khó. Chưa chắc đã pro đâu. Chọn gì đây ta? Như 170 giây xuống 170 giây thì mới ấy đúng không ta? Đúng rồi, 270 đấy. Yo, đi tìm thôi. Anh đi này thì không tìm được ai chắc luôn. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Em kêu meo meo cho Pixel bắt em đi. Sợ quá các bạn ạ. Thà tôi sợ quá. Tự nhiên lướt qua hàng mướp. Ủa? Sao ai kêu gần mình đó nhỉ? Mèo đấy. Mèo. Mèo. Wow, mình tắt tiếng rồi không nghe cái gì đâu các bạn ạ. Mình kêu cho các bạn âm thanh sống động nhé. Wow. Kêu thấy bị phát hiện đấy núp ơi. Wow. Mèo quá trời luôn đấy. Okay. Rồi anh Niên gõ rất dữ dội trong căn nhà luôn. Gõ dữ lắm, gõ dữ lắm, nhưng mà làm sao thấy được. Ôi giời, dữ lắm đấy chứ. Giữ thứ giữ luôn. Ôi giời ơi. Đi sao đang chỗ con golem ấy. Ôi ôi, tự nhiên chạy xa thế. Ôi, có ai trên kia đẹp chưa? Chưa thấy ai. Chưa thấy ai luôn ạ, chưa bắt được ai luôn. Ôi thầy, chưa bắt được ai luôn ạ. Thấy những như mù. Thấy những như mù luôn. Thấy những như mù luôn ạ chứ. Thời luôn á. Thời luôn nhỉ, thấy những như mù luôn ạ. Chơi này chơi người mù hội. Cái này là hội người mù và hội người. Hội người mù chơi trốn tìm rồi mà chứ. Hội người mù các bạn ơi, Pixel là trưởng hội mà. Đấy, Pixel trưởng hội này. Ọt đấy. Phế thật các bạn. Hội người mù á. Ôi giời, hội người mù à. À rồi, ok. Ui. Thôi xong rồi. Trời ơi, lù lù như thế mà không.
người ta không nhìn bên trên. Thôi người mù. Nhìn bên dưới trước. Thôi người bây giờ có cái kèm đấy nhìn bên trên đi. Không có người trên đấy, Khang ở trên này đấy. Hội người mù này. Có anh. Có anh. Thôi người mù ở đây đánh đi. Cái nhỉ thì bởi vì tìm được thanh niên kia rồi, tỷ lệ tìm được mình cao lắm. Ok, về đi tìm đi. Nào xem nào, đi tìm đi. Bởi vì là mình lúc đấy không hiểu, còn ba người, còn hai người chúng ta mới được chạy các bạn ơi. Còn rồi. Nào. Thế à? Thôi thôi, đi tìm các bạn này, đi tìm. Thế nên trốn kỹ đấy nhỉ. Cái này có thanh niên gọi là bí ngô, có vẻ trốn dai nhỉ. Sống dài phết nhở, ông eo ơi, chứ mít xoài ở đâu sao nào, sống dài thì nó lại đi im thôi. Lặng là kim cương à, chứ kim cương đúng không, cho thành inox luôn này. Nhà mình thế nào lệch là khả năng cao bí ngô đấy. Thôi cứ đánh bừa đi, mà như người ta rút kinh nghiệm rồi, cứ ném bừa đây, chúng thì chúng mà không chúng thì tuyệt. Ok bạn này không ai đây à, cô đơn thế. Này ơi, kiểu gì cũng người có bí ngô này dính ấy. Ít giời, làm gì có quả nào. Chết giỡn rồi, mà vào hội người mù nên nhiên Pixel này mù luôn rồi này, không tìm thấy được ai à, yêu ơi. Hội người mù này, à đây ơi, hội người mù này. Hội người mù đã tìm thấy một người. Cố lên anh em, còn hai anh em thôi. Được chạy rồi, hai anh em được chạy rồi anh em ơi. Nhưng mà chúng ta phải bớ được nha, chúng ta phải kết hợp vào. Ủa nhanh lên, còn 60 giây, ui. Anh em tìm đi. Đi đâu, đi đâu. Đi đâu. Đổi block đi. Đi đâu. Đâu, thấy rồi, tập trung khử một. Tập trung khử một đã. Đây. Đang chạy à đây bị. Ok. Đấy. Sử dụng thanh niên này hàng ấn chuông nha, đừng ấn rồi, đánh đi. Rồi, ok, ấn chuông này, nhìn này, 3 2 1 này. Bên này đây rồi. Rồi hôm nay thì hội người mù này, ok. Hội người mù. Ấy hội ai à, đánh rồi đúng rồi. Rồi ok bạn ơi, những hội người thành công rồi. Chúng ta đã gọi là hết mù thành công các bạn. PGL trưởng hội là dẫn dắt hội là đi lên gọi là con đường vinh quang rồi. Thôi, có lẽ rằng là cái mini game trốn tìm ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã gọi là chơi trốn tìm block ở trong ngôi làng này rồi. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của hội nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm. Ở đây cứu hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.